Vụ việc xảy ra vào chiều tối khi hai cán bộ kiểm lâm là Y Quan Buôn Giá và Y Thông Chỉ Buôn Giá, kiểm lâm trạm 11 của Vườn Quốc gia Gióc Đôn đi tuần tra đã phát hiện một nhóm lâm tặc đang phá rừng, chặt hạ hai cây gỗ cam xe nhóm 2, lấy khoảng 3 mét khối gỗ tại tiểu khu 276 của Vườn Quốc gia Gióc Đôn, nằm trên địa bàn xã Chư Mờ Lan, huyện E Súp, tỉnh Đắk Lắk. Khi hai cán bộ kiểm lâm lao vào khống chế nhóm lâm tặc này, thì có các đối tượng lâm tặc khác đến giải cứu đồng bọn, tấn công và chém anh Y Thông Chỉ, Buôn Giá bị đứt gân tay, mất máu nhiều, phải đưa lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu phẫu thuật nối gân tay. Trước đó thì tôi cũng đã lên kế hoạch và cho là hai tốp tuần tra là chia ra làm hai mũi khác nhau, một mũi là từ trong rừng và một mũi là áp sát khu vực là vùng đệm. Thì trong quá trình tuần tra thì cái tổ giữa đồng chí Y Thông Chỉ và đồng chí Y Liên Quan thì có đi, và vào cái thời điểm là 6 giờ 30 phút tối cũng phát hiện tiếng cưa. Tổ công tác là tiến hành áp sát, đồng chí Y Thông Chỉ là bắt được một đối tượng đang cưa gỗ. Vào cái thời điểm đó thì các cái đối tượng là xung quanh mới thay đồng bọn bị bắt, mới tiến hành là giải vây cho đồng bọn, phi vào là chém đồng chí Y Thông Chỉ và là cái vết chém là đứt cái đèn pin và đi vào tay và đứt gân. Sau đó thì tổ công tác đã gọi điện tăng cường anh em trạm kiểm lâm số 11 đội cơ động chạy lên hiện trường bảo vệ hiện trường và đưa đồng chí Y Thông Chỉ vào bệnh viện. Sau khi biết thông tin, Chi cục Kiểm lâm vùng 4 thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đến thăm hỏi động viên anh Y Thông Chỉ. Sau khi nhận thông báo, ngay trong đêm đó, Công an huyện E Súp đã nhanh chóng triển khai lực lượng để điều tra truy bắt các đối tượng gây án. Sau khi Công an huyện nhận được tin báo là tại Vườn Quốc gia Gióc Đôn, các đối tượng có hành vi chống cái lực lượng kiểm lâm đang thi hành nhiệm vụ và một đồng chí kiểm lâm bị thương, thì lực lượng công an huyện đã trực tiếp tôi chỉ đạo thành lập 3 cái tổ công tác tiến hành vào hiện trường sàng lọc các đối tượng vi phạm về khai thác, chế biến, vận chuyển cái lâm sản trái phép. Thì qua cái rà soát sàng lọc, chúng tôi xác định rằng là 5 đối tượng này đã vào khai thác 2 cây gỗ tại rừng quốc gia Gióc Đôn, và sau khi lực lượng kiểm lâm phát hiện thì lại đối tượng chống trả để rồi tẩu thoát. Các đối tượng bị công an huyện E Súp bắt giữ gồm Y Gió Hờ Huynh, Buôn Lẹo Hờ Huynh, Lương Văn Huỳnh ở huyện Buôn Đôn và Y Khoáng Mờ Giao, Y Thất Mờ Giao ở huyện E Súp, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, công an huyện E Súp xác định Y Gió Hờ Huynh đã cầm dao trực tiếp chém cán bộ kiểm lâm. Công việc của em hàng ngày hay trồng mì làm ruộng, trong khi thiếu tiền là rủ anh em đi phá rừng. Tụi em thường đi chỗ nào vắng vẻ buổi tối. Lúc đầu là em đang soi đèn cho Y Lẹo đang cắt. Có một anh cán bộ kiểm lâm bay vô để chụp em, xong rồi em cầm dao em chém vô cán bộ kiểm lâm rồi em bỏ chạy. Hiện công an huyện E Súp tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố đối tượng Y Gió Hờ Huynh về hành vi chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích và mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ vụ việc để xử lý các đối tượng lâm tặc có liên quan.